công ty điện tử Hoành Nguyễn, công ty audio Hoành Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hoành Nguyễn này rất là vui mừng để tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, các anh chị đam mê âm thanh và mê loa. Và ngày hôm nay Hoành Nguyễn đã như đã nói ở clip trước là hôm nay Hoành Nguyễn đã test một đôi loa mãnh thú có tên là Botum. Cái dòng loa là một trong những dòng loa cao cấp thuộc phân khúc cao cấp, và cái tiếng trống nó rất sâu và mềm, tức là tiếng trống có hồn, sâu nhưng không bị vỡ. Tôi chắc là nó là rất gọn gàng, không bị cháy loa, trông mình ngọt ngào, không bị gắt và đục. Đây là chiếc đôi loa hiện diện, đôi loa Botum là một trong những dòng loa nổi tiếng thế giới, chuyên cung cấp cho các phòng VIP, karaoke cũng như nghe nhạc. Thì công ty điện tử Hoành Nguyễn vừa rồi mới nhận được một chục đôi, không có nhiều, chục đôi thôi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn tổng quan cũng như là thông tin với các bác. Đây là dòng loa Botum có model là BS12, công suất là 300W, điện trở nó là 8 ohm, giải tần hoạt động từ 65Hz đến 18kHz, độ nhạy là 100dB, cho nên là nó đánh được cả âm ly và đánh được cả mấy khu đẩy và mã vạch. Thì đây chính là một cái dòng loa hiện diện cho dòng loa cao cấp, phân khúc cao cấp, tức là em ví dòng loa này nó là một dòng loa mãnh thú, dòng loa nó ngang tầm, xứng tầm với dòng loa Bose và dòng loa CF mà em đã tung ra thị trường rất nhiều, và có rất nhiều các bác đánh giá tương đối là hay, trống rất là sâu, uy lực và mạnh. Cái đây chính là cái từ của nó, từ 20, họng của nó là 76, rất là to, bằng giấy, và cái chép của nó rất là gấu, chép là từ 14, và tất cả cái hàng hiệu của nó đều là được in full, nhá, là đây, in là in bằng máy phách, hôm nay là rất là chuẩn chỉ, các thông số tem rõ ràng, từ bằng, từ ren 20 và chắc nó là từ 14, họng 44, rất uy lực, tiếng trống sâu gọn chắc và bền. Phân tần nó là phân tần to bằng cái quyển sách của bác ấy, quyển sách ấy rất là to và lọc qua rất nhiều tụ để đưa ra một chất chắc bác học cũng như tiếng trống uy lực. Bây giờ em đang test bản trống của anh em nhé, em sẽ thử sự tỏa sáng của dòng loa Botum là một thương hiệu lớn. Thì em sẽ thử một bản nhạc không lời để bác kiểm tra cái giải tần EQR của nó, rất là gọn gàng. Đây chính là bát thôi nhé, thùng nhôm. Trọng lượng của đôi loa này là 44kg, một thùng là 22kg, riêng bát và chép nó chiếm 12kg, bát và chép chiếm 12kg, thùng là 10kg, phân tần là 1kg, rất là to và khủng, dòng loa cao cấp. Em đã thử tiếng bát của nó, rất là sâu gọn, tức là tiếng trống nó rất có hồn. Và ngoài ra em còn dòng loa GF. Thì dòng loa GF là dòng tức là ở cái hệ dưới GF, loa bãi Trung Quốc. Đây. Từ ngày hai đứa yêu nhau, đây là dòng loa cao cấp Bốt và từ ngày hai đứa yêu nhau lòng bao nhiêu. Dòng loa Remix và dòng loa GF là một loại GF. Rồi mình đi kiếm nhớ xanh hát là ai, rồi mình xin khóc sinh dòng hết chung quanh ngoài vườn bác.
em thử một cái lời nhạc, dòng nhạc trữ tình. Nghèo hồn như dòng suối trôi vào khoảng vắng hư vô, vết thương trong hồn đã như khô. Cái tiếng nó rất là gọn gàng, nó thể hiện được ba cái giải trần: equalizer, bass, trung chép và dòng loa bottom là một trong dòng loa thuộc dòng họ là cao cấp, tức là dòng loa nó là đàn anh, tức là cái giới đàn anh, giống như là Boss hay những đang bán và CAF. Dòng loa GF em thì nó cấp dưới hơn, thấp hơn một chút, D-Max, nhưng mà nó cũng đều là chất âm rất là hay. Nhưng mà so độ sắc sảo và tinh tế hơn đấy, sâu sắc hơn thì Bom Tum, Boss, JBL, Từ Leo và dòng CF vẫn là dòng anh cả. Còn dòng P3 thì nó chỉ là dòng GF thôi nhá. P3 thì nó dòng GF, bởi vì Khanh Nguyễn là người từng trải và trải nghiệm qua tất cả dòng loa. Bởi em đã có những cái bài phân tích đánh giá và so sánh thì em mới dám đưa ra những lời nhận xét. Nếu như nhà em không có loa thì em cũng không dám nhận xét, mà nhà em đã trải nghiệm qua rất nhiều dòng loa B3 rồi là DK rồi Shark Queen Vega mới bãi có, dòng Mỹ, dòng Anh, dòng Pháp, vân vân. Thì em đến bây giờ thì em bán phải gần 100 bộ loa, do vậy là em có thể là đủ một cái điều kiện cũng như trải nghiệm để phân tích đánh giá các dòng loa nào hay và không hay. Thì đây dòng loa Bom Tum, Boss, JBL, Từ Leo và dòng loa CS, nó là phân khúc là dòng loa cao cấp hơn. Đấy, còn dòng loa GF, báo cáo bác, dòng loa GF là dòng loa Trung Quốc nhé, bạn Trung Quốc ấy. Nhiều anh em là nói dòng loa Anh là đó là một sự không đúng. Nhà anh vẫn là có GF Watt 12. Thì em nhập được lô cái loa này, GF này, thì em kiểm tra thì nó cái côn còn tốt. Nhiều cái dòng loa mà nó đen hết rồi, em trả một cái đài nhìn cái côn. Nên là em kiểm tra được một hai đôi đẹp em lấy thôi, còn những loa kia em trả lại người ra. Đấy, cái tiếng trống của GF thì nó hơi cọc hơn so với hơn cái dòng loa Bom Tum hay là loa Boss này. Bây giờ em sẽ mời một ca sĩ từ hải ngoại về để test âm, kiểm tra cái giọng ca nó rất thoát của dòng loa Bom Tum này. Em mời một ca sĩ để test đôi loa của nhá, rất nổi tiếng, Nguyễn Kiểm với ca khúc Em Về Với Người. Không trách gì đâu.
riêng tình đầu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ. Dòng họ là dòng loa đàn anh bác nhá, đàn anh tức là cái tiếng trống thì mình thường nói đến dòng loa gần dầu là dòng loa tiếng trống mà nặng tròn, còn chắc và hơi lông. Nói về dòng loa mà có cái màng mà mút xốp thường nói về cái dòng trống âm sâu hơn và mềm hơn, nhưng với cái dòng này thì tiếng bass lại ngược lại, rất là âm sâu gòn lan tỏa và có hồn. Thì em vẫn nói dòng loa bom tum là dòng loa thuộc dòng phân khúc cao cấp, tức là nó thể hiện rất chi tiết, tập trung tất cả các hệ thống giải tần. Thì cái dòng loa này hiện tại anh Nguyễn chỉ có không có nhiều nhé, không có nhiều, một cái loa bãi không có nhiều đâu, và theo đó thôi. Các bác có nhu cầu về dòng loa cao cấp, cao cấp nhưng phân khúc của nó cao cấp nhưng mà cái giá tiền nó không cao, bác an tâm thì không cao, thì hãy liên hệ với công ty điện tử anh Nguyễn và công ty Audio Anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em chào các bác nhé.